Chào mừng quý vị quay trở lại với phần cuối cùng của chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FPNC. Thưa quý vị, ngành giáo dục truyền thống của nước ta hiện nay đứng trước nhiều thách thức cải cách. Thì ngược lại, giáo dục trực tuyến tại Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng hai con số một năm, vượt trên Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc. Một trong những đơn vị tiên phong góp phần đưa giáo dục trực tuyến Việt Nam nâng tầm dẫn đầu khu vực chính là một mô hình khởi nghiệp với sự hậu thuẫn từ tỷ phú công nghệ Bill Gates và thung lũng Silicon Valley từ Hoa Kỳ. Mạnh Nha xuất hiện từ năm 2007, giáo dục trực tuyến đã và đang thực sự bùng nổ tại Việt Nam với giá trị thị trường hiện ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 6 năm 2014, đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự phát triển của ngành giáo dục trực tuyến tại Việt Nam. Tại thủ đô Manila, Philippines, tổ hợp công nghệ giáo dục Tobica đã ký kết hợp đồng cung cấp hệ thống phần mềm phục vụ giáo dục cùng quy trình vận hành, phương pháp xây dựng giáo trình đa phương tiện và triển khai đào tạo cho Đại học AMA, trường đại học công lập với hơn 300.000 sinh viên theo học tại đảo quốc Philippines. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ đào tạo trực tuyến của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài. Việc học trực tuyến ở Philippines hiện đang được hoàn thiện và đang trở thành một công cụ hữu ích cả trong kinh doanh và giao tiếp với thế giới bên ngoài, giúp châu Á kết nối với thế giới. Tobica không chỉ đơn thuần là một tổ chức cung cấp các dịch vụ học thuật từ cơ bản đến cấp đại học, các dịch vụ giáo dục cho doanh nghiệp và những lĩnh vực khác trong xã hội. Mô hình này xây dựng nền tảng kiến thức và công nghệ để chúng ta có thể ứng dụng vào thế giới kinh doanh rộng lớn, cũng như ứng dụng vào cuộc sống, không chỉ ở Philippines mà trên toàn cầu. Giảng viên phải áp dụng phương pháp truyền đạt kiến thức theo cách hiện đại nhất, hấp dẫn nhất cho sinh viên trong quá trình học tập. Không còn cách nào khác ngoài ứng dụng công nghệ cao trong dạy và học. Tùy đối tượng trẻ mà ứng dụng những cách khác nhau. Việc học trực tuyến có thể ứng dụng từ cấp giáo dục cơ bản đến cấp đại học và sau đại học. Thực tế, đây là thỏa thuận mang tính bước ngoặt giúp Tobica đặt những bước tiến tiếp tục xuất khẩu công nghệ e-learning sang Singapore, Myanmar, Thái Lan, Indonesia, chuyển giao kinh nghiệm cho mạng lưới 20 nước châu Á, Thái Bình Dương. Mục tiêu sắp tới của nhà sáng lập không dừng lại ở đó. Chúng tôi nhận thấy một cái nhu cầu rất lớn là đào tạo chất lượng cho và phải dùng một cái phương pháp mới mẻ, tại vì là chúng ta đều gặp vấn đề là khi xây dựng các cơ sở đào tạo thì thiếu cơ sở vật chất, phòng ốc và thiếu giảng viên. Thế thì đào tạo trực tuyến nó giải quyết được hai vấn đề này. Thế thì cũng rất là may mắn là khoảng 2006 thì chúng tôi được Microsoft tài trợ cho một cái dự án để xây dựng hạ tầng công nghệ. Và khi đó thì ông Bill Gates, chủ tịch Microsoft cũng đích thân sang đây để khai trương dự án đó. Thời gian đầu tiên thì chúng tôi cũng phải dành mất gần 3 năm để xây dựng khoảng 12 hệ thống phần mềm, 300 quy trình nghiệp vụ và khoảng hơn 100 bộ giáo trình đa phương tiện. Thì cái đó nó tạo một cái nền tảng đầu tiên để cho các cái chương trình đào tạo. Thế hay là các công nghệ về mobile learning hay là gamification. Hay là sắp tới đây thì chúng tôi cũng đang có một số những dự án xin phép chưa tiết lộ vội, nhưng mà cũng rất thú vị về những công nghệ mới áp dụng cho đào tạo. Tại Việt Nam, Tobica đã hỗ trợ xây dựng thành công các chương trình cử nhân trực tuyến Tobica Uni cho 5 trường đại học với hơn 1.600 sinh viên đã tốt nghiệp. Trong đó có hàng trăm lãnh đạo, quản lý, chủ doanh nghiệp, 97% học viên có việc làm, 34% tìm được việc ưng ý hơn, mức tăng lương trung bình 16,1% gấp rưỡi mặt bằng xã hội. Ông Michael Horn, giám đốc viện nghiên cứu Clay Christensen của Mỹ, cũng từng đánh giá trên tạp chí Forbes các hệ số giữ chân và tốt nghiệp của Tobica được xếp hạng ngang với top 4 chương trình đào tạo trực tuyến ở Mỹ. Ngoài ra, đơn vị này còn triển khai thêm các chương trình đào tạo tương tác khác, ứng dụng công nghệ và thiết bị mới nhất trong lĩnh vực giảng dạy, các chương trình cộng đồng cung cấp kho học liệu miễn phí cho nhân viên và cấp quản lý đang đi làm. Tobica Native, đào tạo tiếng Anh trực tuyến. Tobica Founder Institute Accelerator đầu tiên ở Việt Nam có startup gọi vốn hàng triệu đô la Mỹ và là cơ sở ươm mầm doanh nhân khởi nghiệp tuyến từ mạng lưới của Silicon Valley. KSET cung cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Tôi tương tác với sinh viên qua hai phần. Phần thứ nhất là phần qua diễn đàn trao đổi thảo luận. Thì là giảng viên hàng tuần phải lên đưa ra tối thiểu là một cái tình huống xảy ra trong thực tiễn để sinh viên thảo luận. Và người điều hành cái này là giảng viên đến từ doanh nghiệp, đưa ra những cái tình huống hoàn toàn là thực tế ở ngoài cuộc sống. Trong vòng 24 giờ, sinh viên bất cứ lúc nào cũng có thể lên diễn đàn để đặt câu hỏi cho giảng viên. Và trong vòng 72 giờ thì giảng viên phải trả lời cho sinh viên. Thì với cái phương thức mà đào tạo trực tuyến mà kết hợp song song giữa có cả giảng viên chuyên môn và giảng viên hướng dẫn thì nó sẽ giúp cho sinh viên gọi là rút ngắn cái khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn so với cái mô hình đào tạo từ xa truyền thống. Trong những cái khóa đào tạo kinh nghiệm đấy thì người ta có dạy, người ta chia sẻ cái cách mà tránh các cái thất bại hoặc là thậm chí là không lặp lại những thất bại của những người khác hoặc là của chính mình. Đấy là một dạng cái kỹ năng. Ngoài ra nữa, người ta còn cũng đào tạo cho những cái kỹ năng
khá là quan trọng mà trong các trường đại học không có. Ví dụ như là những kỹ năng như là leadership, kỹ năng raising fund, gọi vốn, các kỹ năng như là làm sản phẩm, và có một số những kỹ năng như là vận hành doanh nghiệp, vận hành sản phẩm. Và những nhà sáng lập của các cái công ty công nghệ nổi tiếng nhất ở Việt Nam như là VNG, FPT, Vật Giá, VC Corp hay các quỹ đầu tư IDG, Cyber Agent v.v. thì là họ đều rất là nhiệt tình chia sẻ với cả anh em làm startup. Học viên của Topeka khi mà qua một cái khóa huấn luyện 15 tuần thì họ đều bắt buộc phải ra được những cái sản phẩm thật, và không ít người trong số họ đã gọi được vốn từ vài chục ngàn cho đến vài triệu đô la. Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đang tham gia vào cuộc đua toàn cầu trong môi trường kinh doanh Internet, nên cần phải xác định hướng đi lâu dài. Việc chú trọng đội ngũ nhân sự, hoàn thiện hệ thống tuyển dụng, đánh giá, phát triển lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, chất lượng giảng viên, đổi mới công nghệ, phương pháp đào tạo phù hợp với khả năng và quỹ thời gian eo hẹp của người học, xác định tầm nhìn và tư duy toàn cầu như Topeka đã thực hiện, được xem là chìa khóa cạnh tranh tạo ra những thành công bước đầu giúp giáo dục trực tuyến Việt Nam phát triển và vươn mình quy mô khu vực. Thưa quý vị, trước làn sóng khởi nghiệp lan rộng cùng với các cơ hội mà Internet mang lại, những nhà khởi nghiệp trẻ đang tạo ra những thay đổi sâu sắc cho chính cuộc sống và sự nghiệp của họ. Nhiều tín hiệu mừng nữa cho thấy hành trình của các doanh nhân tương lai sẽ không hề đơn độc. Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp từ chính phủ, các tổ chức xã hội đang khởi sắc, hình thành một hệ thống sinh thái khởi nghiệp cho Startup Việt Nam tham gia cuộc đua đường dài. Với những câu chuyện, nhân vật mà chúng tôi đã giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay, hy vọng đã mang lại một bức tranh toàn cảnh về phong trào khởi nghiệp hiện nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Quý vị có thể xem lại trên website fbnc.vn hoặc là facebook.com/đồngtiềnthôngminh. Thân ái chào tạm biệt.